Đấy tới đấy nhá, đấu được cái móng này. Đây là hồ bơi cho em. Hồ bơi cho em. Nướng này rất nóng. Bên đây thôi, người ta không có cho qua nữa. Độ sâu là 0,85 m, nhiệt độ là 43 độ C. Nhìn như vậy xuống là rất là nóng, nóng quanh năm luôn. Thank you.
cay.